cho mọi người thật là tiện lợi để sử dụng cà phê Trung Nguyên đóng chai như thế này, có thể mang đi được để tủ lạnh hoặc là khi cần thiết để các bạn có thể sử dụng. Và hôm nay Kim Toàn giới thiệu cho các bạn một cái rất là món đặc trưng ở cà phê Trung Nguyên, đó là món phở khô Gia Lai, rất là tuyệt vời. Và Kim Toàn nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là yêu thích để sử dụng. Và có một số bạn không có biết cách sử dụng như thế nào thì Kim Toàn sẽ giới thiệu cho các bạn. Tuy nhiên các bạn đến Trung Nguyên Legend thì các bạn có thể có nhân viên để hướng dẫn sử dụng. Chúng ta cho sốt vào như thế này. Và chúng ta sẽ khuấy đều lên. Rồi chúng ta sử dụng là rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi. Đây, các bạn trộn đều và chúng ta có thể sử dụng được giống như là chúng ta ăn các món hủ tiếu khô. Tuy nhiên Gia Lai thì giới thiệu với các bạn là món phở khô, thì cái sợi phở giống như cái sợi hủ tiếu chúng ta thường thấy, thì chúng ta cứ trộn đều lên. Và tùy theo mọi người có thể bắt chanh ở đây hay là bắt vào đây. Như Kim Toàn để thưởng thức. Đừng quên xem cho mình một cái Legend nhé. Cà phê Trung Nguyên Legend. Cảm ơn tất cả mọi người.